Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Twitter đã ra mắt tính năng cho phép người dùng gửi và nạp Bitcoin. Việc triển khai bắt đầu với người dùng iOS và Android sẽ sớm ra mắt. Công ty cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ xác thực các mã thông báo không thể thay thế NFT. Tính năng có tên là Tips trên Twitter cho phép người dùng gửi Bitcoin hoặc tiền mặt tùy thuộc vào cấu hình cài đặt và tính khả dụng trong khu vực. Esther Crawford, giám đốc sản phẩm của Twitter, cho biết chi tiết rằng khi một tài khoản bật tính năng Tips, biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh nút theo dõi trên trang hồ sơ. Bên cạnh đó, người dùng có thể kiếm Bitcoin bằng cách sử dụng Stripe, một ứng dụng thanh toán được xây dựng trên Bitcoin Lightning Network, cho phép mọi người gửi và nhận Bitcoin. Stripe cung cấp các khoản thanh toán ngay lập tức và miễn phí trên toàn cầu. Stripe có sẵn ở Hoa Kỳ, ngoại trừ Hawaii và New York, cũng như ở El Salvador, nơi Bitcoin hiện được đấu thầu hợp pháp cùng với đô la Mỹ. Người dùng ở các thị trường đủ điều kiện có thể đăng ký tài khoản Stripe và thêm tên người dùng Stripe của họ để nhận tips Bitcoin qua Lightning Network. Bên cạnh Stripe, các nền tảng và tùy chọn thanh toán khác hiện có là Bandcamp, Cash App, Chipper và GoFundMe. Ngoài ra, Twitter cũng thông báo rằng họ cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ xác thực cho các NFT. Đó là một cách để hỗ trợ những người sáng tạo làm ra tác phẩm nghệ thuật bằng cách cung cấp một con tem để chứng minh tính xác thực, cho phép mọi người kết nối trực tiếp ví tiền điện tử. Họ có thể theo dõi và giới thiệu quyền sở hữu NFT của mình trên Twitter. Xác thực NFT sẽ có dạng huy hiệu, hiển thị trên ảnh hồ sơ, đánh dấu NFT của chủ sở hữu là xác thực. Người sáng lập của Twitter là Jack Dorsey, cũng là người thành lập công ty Square, một người có niềm tin nhất quán vào Bitcoin. Trong một hội thảo mới đây, Jack đã tiết lộ lý do dẫn đến quyết định ủng hộ Bitcoin của mình. Đó là việc Bitcoin có thể giúp đỡ các quốc gia không có hệ thống ngân hàng phát triển, những nơi người dùng phải mất rất nhiều thời gian và công sức cho một hoạt động thanh toán. Sự xuất hiện của Bitcoin tương tự như sự xuất hiện của Internet hồi những năm 2000. Bên cạnh đó, Jack Dorsey coi Bitcoin như một cách để chống lại sự mất giá tiền tệ và xúc tiến việc chuyển tiền qua các đường biên giới. Cùng với Twitter thì công ty Square của Jack Dorsey đang tạo ra một doanh nghiệp mới tập trung vào các dịch vụ tài chính phi tập trung bằng cách sử dụng Bitcoin. Bản thân người sáng lập mạng xã hội này cũng tuyên bố rằng Bitcoin chính là tương lai của Twitter. Jack Dorsey đã tung ra quỹ Bitcoin trị giá 23,6 triệu đô la với rapper Jay-Z. Square cũng mua lại phần lớn cổ phần trong dịch vụ âm nhạc Tidal của Jay-Z, với mục tiêu hướng tới cách công nghệ blockchain và tiền điện tử có thể thay đổi ngành kinh doanh âm nhạc. Square là một trong năm công ty đại chúng nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới. Đứng đầu là MicroStrategy với 108.992 Bitcoin, tiếp theo là Tesla với 42.902 Bitcoin. Square đứng ở vị trí thứ 5 với 8.027 Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.